Chiều nay, Ban thường vụ tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025 cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện liên quan. Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2025 đã xác định nhiệm vụ phấn đấu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã là nhiệm vụ trọng tâm. Ban hành nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mộc Châu trở thành thị xã. Nghị quyết xác định mục tiêu 6 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp, trong đó một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 như huyện được công nhận là đô thị loại 4, phần đấu đảm bảo cân đối thu chi ngân sách huyện. Thu nhập bình quân đầu người một năm so với bình quân chung cả nước đạt từ 0,7 lần trở lên. giữ mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt cao hơn mức bình quân của tỉnh. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến đề xuất các nhóm giải pháp vào tiến độ triển khai thực hiện hai nghị quyết trên về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025, hiện nay còn một số tiêu chí chưa đạt để nâng loại đô thị Mộc Châu đáp ứng đủ điều kiện là đô thị loại 4 như tiêu chí cân đối thu chi ngân sách, mật độ dân số toàn đô thị, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang, xây dựng nhà tang lễ, các công trình xanh, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý, đáp ứng về bảo vệ môi trường. Liên quan đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025, đến nay 3 trong 4 tiêu chí cơ bản đã hoàn thành, còn một tiêu chí chưa đảm bảo, đó là điều kiện thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung. Lý do tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải, nước thải còn thấp, phần lớn nước thải sinh hoạt chưa được thu gom xử lý. Dự án nhà máy xử lý môi trường huyện Mộc Châu chưa được triển khai. Cuộc làm việc cũng làm rõ thêm tình hình giải quyết các vướng mắc về việc thu hồi đất và tài sản trên đất, việc giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Mộc Châu. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhất trí cao với các nhiệm vụ trọng tâm và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024 của ban chỉ đạo giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 501 tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận vào năm 2025 theo các nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo đề ra và các nhiệm vụ tại nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, trong đó tập trung cao triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tiêu chí chưa đạt đô thị loại 4 của đô thị Mộc Châu quan tâm chỉ đạo giải quyết vướng mắc đối với lĩnh vực đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Cân đối bố trí nguồn kinh phí trong năm 2024 để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025. Tập trung xây dựng đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La tập trung hoàn thiện các tiêu chí khu du lịch quốc gia Mộc Châu và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định. Tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá thu hút đầu tư phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, đề xuất chủ trương đầu tư phù hợp với mục tiêu định hướng của quy hoạch chung và phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.